Ngay bên chợ anh em nha, hôm nay bên em về một con cái này kêu bơm tự động anh em. Giải pháp mới cho anh em, hữu hiệu cho anh em nào mà chơi cano, vỏ lại mấy âm rồi ha. Vỏ nào mà anh em xài ngoài dưới sông đó mà chạy để khi mà mưa xuống á, anh em khỏi phải sợ luôn ha. Cái này bơm tự động. Cái này á là mình có đây có 3 dây. Một dây là dây trừ nè, dây mát là trừ nè. Còn dây này xanh là dây tự động nè anh em. Còn dây đỏ là dây bơm điện mình ha. Bơm bình thường ha. Còn thường thường mình nếu xài tự động mình xài hai con này. Khi mà trời mưa á, anh em khỏi cần tát gì chứ nó sẽ tự động bơm. Khi nào mà hết nước rồi nó tự động ngắt. Ví dụ như anh em một cái lũng vỏ hay là mưa gì hay là không có gặp vỏ gì đó thì cái giải pháp này rất là hữu hiệu ha. Nó tự động bơm nước khi mà nó nước trong vỏ mình nó đầy. Rồi giờ test thử cho anh em coi ha. Rồi em giờ câu điện xong anh em. Đây này đen là trừ ha. Đây là cộng là dây xanh ha. Nếu mà em để gì nó tự động ha, nó không chạy ha, chạy ha. Đó lật lại chạy nè. Có nghĩa là khi mà đây có chế phao tự động anh em, thấy một chai phao màu trắng không? Về mà nước nó dâng lên nó sẽ làm cho nổi nó bị dâng lên thì nó sẽ chạy, anh em cứ cảm giác cái gì đó ha. Rồi bây giờ em sẽ tháo ra cho anh em coi ha. Đây em tháo ra rồi nè. Đây hiện tại là nếu mà bình thường tình trạng bình thường nó sẽ nó gì, còn khi mà nước nó dâng lên nè. Anh em coi. Đây ha. À, nước dâng lên nó sẽ chạy. Còn nếu mà để bình thường thì nó sẽ rớt cho nổi xuống. Loại này nó rất là mạnh anh em. Rất là mạnh luôn á nha. Test thử anh em coi nha. Đây nè, cái bao này. Coi anh em coi nha. Đây coi nha. Rất là mạnh anh em. Mạnh lắm. Còn khó bỏ luôn với em. Coi nè. Mạnh lắm. Anh em nên lựa chọn cái bom này sẽ an toàn cho vỏ mình, không phòng không bị chìm ha. Rất là an toàn. À, anh em nào nhu cầu sử dụng cứ alo liên hệ em ha, 0918782120 anh em. Rất ok. Em thường sử dụng trong các vỏ máy âm cano. Ở đây nè, em sử dụng cái vỏ này nè. Nó sẽ hút tất cả. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.